Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 96. Một ngọn lửa tại phường nhuộm đã thiêu rụi căn nhà nơi mà quý thị khổ sở trông đỡ trong mấy thập niên qua. Giữ trình tiết không dễ, trông đỡ gia đình không dễ, nuôi dưỡng con cái lại càng khó khăn hơn khó khăn nhất là sự kiêu ngạo ẩn sâu trong huyết mạch bị thực tế tản nhẫn đánh tan trên đời này người dễ chết đói nhất chính là người đọc sách quân tử không uống nước đạo tuyền người liêm khiết không nhận của ăn xin quý thị không thể cúi mình trước nhà họ triều ngọn lửa đó như thiêu đốt trong lòng nàng khiến nàng sợ hãi đối mặt với hậu quả mà con gái để lại tại nhà họ triều nàng không biết đã ngủ mê bao lâu không biết là thực hay mơ nàng mơ hồ thấy con gái đứng trước mặt, dường như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nàng vui vẻ và an tâm ngủ, nhưng trong giấc mơ sâu thẳm, nàng thấy triệu thân thị dẫn một đám vú giả ngăn cản giữa nàng và con gái, cố gắng kéo con gái ra xa. Sự đau đớn xé lòng khiến quý thị đưa tay về phía con gái, muốn kéo nàng khỏi tay vú giả. Nương, con ở đây, con ổn mà. Quý anh anh nắm lấy tay mẹ đang cuồng loạn, cúi sát mặt nương người mau khỏe lại đi quý thị nghe mơ hồ nàng sợ mình nghe nhầm dùng hết sức lực mở mắt nặng trĩu trong phòng không có đèn ánh sáng mở ảo xuyên qua giấy cửa sổ nàng thấy cánh đồng xanh quen thuộc trên rèm cửa có gắn một con bướm màu sắc đã loang lổ theo thời gian đây là phòng của nàng giường của nàng quý thị từ từ di chuyển ánh mắt nhìn thấy gương mặt xinh đẹp mềm mại là anh anh của nàng không nàng vẫn đang mơ nhà họ chịu tàn nhẫn ngay cả đốt kho hàng họ cũng làm được làm sao có thể thả anh anh về nhà lý mama trường an có gửi thư không quý thị nhắm mắt lại dồn hết sức để nói giọng nàng rất nhỏ khiến quý anh anh và lý mama suýt nữa giật mình nương ngươi tỉnh rồi mama mẹ tỉnh rồi quý anh anh vui mừng lau nước mắt một muỗng súp được đốt vào miệng quý thị vị đắng dần trở lại ngọt mùi thơm của nhân sâm còn vương vấn giữa răng môi chỉ một lát sau quý thị cảm thấy tinh thần khá hơn mí mắt không còn nặng nề nàng mở mắt lần nữa nương làng trung nói chỉ cần ngươi tỉnh lại tính dưỡng thì sẽ khỏe quý anh anh cười tươi như hoa trên má còn vương những giọt nước mắt trong suốt quý thị ngẩn ngơ nhìn nàng từ từ giơ tay lên da mềm mại như trẻ thơ xúc giác ấm áp nước mắt nàng không kìm được trào ra anh anh thật sự là ngươi nương khiến ngươi lo lắng rồi quý anh anh vùi mặt vào tay mẹ trong lòng nàng biết ơn thịnh lang quân nếu không có trăm năm nhân sâm của hắn mẹ có lẽ vẫn chưa tỉnh lại quý thị cảm nhận càng rõ ràng nàng dùng sức vỗ lưng quý anh anh khóc nức nở nếu ngươi có chuyện gì nương không còn mặt mũi để gặp cha ngươi mẹ con ôm nhau khóc một hồi sự tích tụ trong lòng quý thị dần tan biến, thân thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau khi nàng uống thuốc và ngủ, quý anh anh và các mama khác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ra khỏi phòng, quý anh anh thấy ca ca bước vào sân nhỏ, vội vàng ra đón, dìu quý diệu đình vào ngồi trong xanh. Mẹ mới ngủ, lang trung nói chỉ cần tỉnh dậy, tính dưỡng sẽ tốt lên. Trời lạnh, ca ca cần nghỉ ngơi thêm vài ngày, truyền trong nhà để ta lo. Quý anh anh rửa tay pha trà, nhanh chóng nâng chén trà đến cho huynh trường. Quý diệu đình còn trẻ, sau khi uống thuốc và ngủ một ngày một đêm, nhiệt độ đã hạ. Hắn nhìn gương mặt tươi sáng của muội muội trong lòng áy náy. Đều là ca ca không tốt, khiến ngươi vất vả. Đừng nói bậy. Quý anh anh dục ca ca uống trà, hạ giọng nói. Chu nhị ca đang giúp đỡ. Nhà chúng ta đã đổi sợi tơ lấy thuốc nhuộm với phường nhuộm của nhà hắn. Cuối năm đến, người đặt may đồ mới rất nhiều. Ta đã nhuộm 37 mảnh vải đay, hôm nay lô đầu tiên có thể ra chảo nhuộm. Không dám để mẹ biết, quý mama đã hạ lệnh cấm khẩu, ca ca nhớ giúp ta giữ kín một hai. Cuối năm đến, nàng đã nhuộm các loại màu đỏ như đỏ ửng, phấn hồng, hồng đào, nhũ đỏ bạc, đỏ thẫm và dùng khuôn in hình chim khách, hoa mai, chữ phúc. Nếu bán được ở ít châu thành, sẽ kiếm được một khoản tiền. Quý Diệu Đình nóng ruột kiếm tiền, cũng không uống trà. Dù sao mẹ còn ngủ, đi phường nhuộm xe một chút. Hai huynh muội vui vẻ đi đến phường nhuộm. Vì mấy ngày liên tiếp mưa lớn, các chảo nhuộm đều được rời vào trong nhà. Quý mama biết lô vải này quan trọng, tự mình khóa lại và giữ chìa khóa. Thấy hai người tới, bà cầm chìa khóa mở cửa. Trời mưa suốt thế này, giá mà trời quang vài ngày thì tốt vải đã nhuộm xong được lấy ra khỏi chảo nhuộm, phơi khô, sau đó tẩy trắng trong sông để loại bỏ thuốc nhuộm thừa, rồi lại phơi khô mới thành thành phẩm. Quý anh anh cười nói. Không sao, thêm vài khung và lồng chụp là được. Ba người vào phường nhuộm, quý anh anh chỉ vào hàng chảo nhuộm trước mặt. Quý mama gọi người lấy vải trong mấy chảo nhuộm này ra đi. Vố già khỏe mạnh từ bên tường nâng lên chiếc khay trúc rộng, dùng côn gỗ lấy vải trong chảo nhuộm bỏ vào khay để lọc nước. Vải vóc được buộc chặt bằng dây và giấy dầu làm khuôn. Quý anh anh tháo khuôn ra, màu nhuộm phấn hồng hiện ra một đóa hoa mai ửng đỏ. Thông thường, nhuộm hoa là màu nền đậm, hoa nhạt. Giấy dầu khuôn che chỗ không nhuộm, tạo thành lỗ lam, lỗ hồng. Bộ nhuộm là từng lớp màu đậm hơn, hầu như không có từng lớp màu nhạt dần. Quý anh anh nhuộm lớp nền phấn với hoa mai đỏ đậm, màu sắc và hoa văn sâu hơn so với vải thông thường, hoa nhỏ li ti. Quý Diệu Đình chố mắt ngạc nhiên, hắn không hiểu làm sao nhuộm mà không bị lem, trừ phi nhuộm nhiều hoa, rõ ràng là không thực tế. Quá hốn công. Quý anh anh đưa khuôn giấy dầu cho hắn xem, thì thầm vào tai. Dưới giấy dầu còn một lớp thuốc nhuộm, hoa đặc nhuộm nhiều lần, màu sắc dĩ nhiên đậm hơn. Quý Diệu Đình lập tức hiểu ra, cảm thấy lô vải này có thể bán được giá cao. Chỉ huy vú già năm lồng chụp lọc nước từ bốn chảo nhuộm rồi treo vải lên phơi khô. Có việc làm và vải đẹp, phường nhuộm lại có hy vọng. Nhìn vải tươi đẹp, ai nấy đều nở nụ cười đã lâu không thấy. Nương tử, ngô ma ma chạy đến, lo lắng nói. Phu nhân tỉnh rồi, đang hỏi lai lịch của nhân sâm. Quý diệu đình ngạc nhiên. Là thịnh lang quân bán rẻ cho chúng ta, mẹ sao lại quan tâm đến chuyện này? Quý anh anh ra hạn khế ước, không muốn làm ca ca lo lắng nên dự kín. Khế ước, nàng để Lăng Nhi cất vào gương, mẹ sẽ không biết. Mẹ nhất định nghĩ chúng ta không đủ tiền mua nhân sâm trăm năm. Để ta đi nói cho mẹ, để mẹ khỏi lo lắng. Chương 97. Quý thị chỉ ngủ một chút rồi tỉnh, nàng sợ rằng mình vẫn đang mơ, con gái vẫn còn ở Triệu gia. Dù hai vị ma ma Lý Ngô và quý anh anh đã đến chính viện giúp, Tương Nhi an ủi nàng, nhưng Quý thị vẫn muốn gặp đôi trai gái nàng ngồi dựa vào giường với ba cái gối sau lưng trên bàn thấp trước giường có nửa chén súp chưa uống hết hương vị đặc biệt của nhân sâm thu hút sự chú ý của quý thị gọi quý quý đến kiểm tra xem trong nhà còn bao nhiêu tiền bạc sao lại tiêu pha mua nhân sâm cho ta quý thị và hai huynh muội vào phòng quý thị nhìn thấy con gái liền vẫy tay gọi anh anh lại đây quý anh anh vội vã lau mắt thấy trên bàn thấp trước giường còn nửa chén súp chưa dùng hết Quý quý đứng khoanh tay ở bên cạnh, trong lòng không khỏi lo lắng, không biết mẫu thân đã hiểu bao nhiêu. Nàng dựa vào giường, sẵn giọng Nương, sao ngươi không nghỉ ngơi đàng hoàng? Có phải ngươi cho rằng nữ nhi quản gia không tốt? Chờ ngươi khỏe hẳn rồi hãy xen vào cũng chưa muộn. Ánh mắt nàng vẫn sáng ngời, làm nũng như con chim nhỏ, hoạt bát đáng yêu. Quý thị ôm nàng, thở phào nhẹ nhõm. Nương yên tâm rồi, con đã lớn, cũng nên học quản gia. Mẫu thân không biết chuyện xa mua nhân sâm. Quý anh anh thở phào nhẹ nhõm. Quý thị liếc nhìn qua bàn thấp rồi nói. Người gì vẫn chưa phái người đến trả tiền, kho hàng lại thiếu. Nương biết người hiếu thảo. Bệnh của ta, chỉ cần thấy ngươi khỏe mạnh là tốt hơn nhiều. Ngươi không nên dùng tiền của nhà. Nhân sâm này quá mắc. Quý anh anh cười nói. Nương, nhân sâm này là vị thịnh lang quân cứu con bán cho con. Trăm năm nhân sâm, chỉ cần sáu trăm quán tiền không đắt đâu. 200 quán dùng để mua vải tơ cho khách, nhuộm xong sẽ đưa cho họ. 400 quán còn lại mua một nhóm vải cát trắng thượng hạng. Sau khi nhuộm, mang đến ích châu phủ bán, nhà sẽ lại có tiền quay vòng. Quý anh anh khuyên quý thị tĩnh dưỡng tốt, không cho nàng quan tâm đến việc nhà. Thực ra là muốn giấu mẫu thân chuyện nhuộm vải. Thịnh lang quân, quý thị trong mắt thoáng buồn, nghe lời nữ nhi. Thịnh lang quân có ân với chúng ta, không thể thất lễ quý quý, ta bệnh không tiện ra mặt cảm ơn. Hãy mời thịnh lang quân trương gia đến dự tiệc. Nương, không cần vội vàng như vậy. Ngài còn bệnh, làm sao có thể đãi khách? Quý anh anh phản đối một cách vô thức. Quý diệu đình lại thấy tốt. Nhi tử đang muốn tự mình đi tạ ơn hắn. Nếu hắn rảnh đến, nhi tử nhất định sẽ chiêu đái chu đáo. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt gầy gò của quý diệu đình, quý thị bắt đầu đau lòng. Đại Lang, trong nhà đã dành tiền để ngươi cưới vợ. Nhưng vì ta bệnh tật mà phải dùng đến, hỷ sự chỉ có thể giản lược, nương ủy khuất ngươi và tứ nương. Không sao đâu, xính lễ đã chuẩn bị đầy đủ, tất cả nghi thức kiệu hoa tiệc mừng đều đã chi tiền từ trước. Không tốn bao nhiêu đâu. Hai mẹ con trò chuyện, rồi truyền đề tài, quý anh anh lo lắng một lúc, sau đó cáo từ, trở về phòng lấy ra văn khế xem lại một lần, cẩn thận khóa vào trong gương nương tử, nô tỳ sẽ không nói ra, nhưng không lừa được quý quý thúc và đại lang quân, dù sao ngài đã mua nhiều vải như vậy. Lăng Nhi lo lắng nói, quý anh anh đã nghĩ kỹ, ta sẽ đổ hết lên đầu chu nhị ca, vải vóc và thuốc nhuộm đều là dùng sợi tơ của tiệm đổi lấy. Ca ca sẽ chỉ nghĩ rằng chu nhị ca trượng nghĩa, sẽ không nghi ngờ. Quý quý thúc dù có nghi ngờ cũng sẽ không nói ra để mẫu thân lo lắng. Trong thời gian này, chúng ta sẽ gom đủ tiền để trả lại cho thịnh lang quân, đổi lấy văn khế ngày hôm sau thịnh lang quân vui vẻ đến quý diệu đình mời hắn đến ngồi trong sảnh dặn người đi báo với quý thị quý anh anh và lăng nhi đứng tại cửa tròn ở hậu viện thấy bà tử canh cổng được lệnh truyền tin biết thịnh lang quân đến liền vội vàng nhắc lăng nhi lăng nhi thông minh đi về tiền viện không lâu sau nàng dẫn quý diệu đình vào hướng về tiểu sụp đổ viện khi quý anh anh trốn sau cây hoa nàng nghe ca ca lẩm bẩm có chuyện gì mà vội vã vậy đằng trước còn có khách mà nàng lè lưỡi chạy ra cửa tròn thịnh lang quân a à, thịnh xoay người thấy quý anh anh nhô đầu ra từ cửa nàng mặc áo đỏ nhỏ váy lụa trắng búi tóc cao tôn lên vẻ đẹp thanh mảnh của cổ đôi mắt đen long lanh như tên trộm liếc nhìn đông rồi tây hắn thấy thú vị đứng lên đi tới cũng dướn cổ nhìn xung quanh có chuyện gì vậy? Đại ca ta. Quý anh anh nhìn chằm chằm vào cửa tròn hướng hậu viện, sốt ruột nói. Ta chỉ chạy đến báo cho ngươi biết, ngươi ngàn vạn đừng để mẹ ta biết chuyện ta và ngươi ký hợp đồng. Ta đi đây, nếu không tìm thấy ta, mẫu thân sẽ nghi ngờ. Nàng nói xong, như con thỏ nhanh chóng chạy trốn, một tay còn giữa không trung vẫy vẫy. Nha đầu thú vị. Hắn cười. Khi quý diệu đình đầu đầy mê hoặc từ nhỏ sụp đổ viện đi ra, Tương Nhi nghênh đón. Đại lang quân, nương tử đã đi phu nhân trong phòng. Phu nhân dặn dò ngài mời thịnh lang quân đến. Quý diệu đình không nghĩ nhiều, vội vã đi mời người. Trong phòng, quý thị cầm lấy một quả châm vàng trên tóc quý anh anh, kéo con gái nhìn từ trên xuống dưới, cảm thán. Anh anh đã là đại cô nương rồi, đi thôi, đỡ ta ra ngoài. Quý thị nắm tay nàng, chậm rãi vào phòng trước. Quý anh anh đỡ nàng ngồi xuống, nhịn không được khuyên nhủ. Mẫu thân còn chưa khỏi hẳn, sao lại muốn đứng dậy đãi khách? Để ca ca chiêu đãi là được rồi. Đã mời thịnh lang quân đến, phải gặp mặt nói lời cảm tà. Quý thị tựa vào ghế bành, ôn nhu nói. Sáng dậy sớm, uống thuốc, sau đó uống một ít súp, tinh thần quý thị nhìn tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Khi quý diệu đình dẫn A Thịnh vào, vì ngược ánh sáng, quý thị chỉ thấy hắn mặc áo cẩm y màu đen đợi thịnh lang quân tiến lên chắp tay hành lễ ngẩng mặt lên quý thị mới nhìn rõ gương mặt gầy gò nét mặt rõ ràng da màu lúa mạch hốc mắt sâu làm hai mắt trở nên sáng quý thị ánh mắt dừng trên người hắn cười mời hắn ngồi xuống lang quân có ân lớn thiếp nghĩ dù thế nào cũng phải đích thân tạ ơn a à thịnh mỉm cười chỉ là tiện tay mà thôi quý thị lịch sự hỏi xin hỏi lang quân là người ở đâu mời lang quân đến dự tiệc lại không biết khẩu vị của ngài e sợ chậm trễ lang quân nhà ta có nữ đầu bếp hiểu biết đôi chút về các món ăn nam bắc lang quân chớ khách khí muốn ăn gì cứ phân phó a à, thịnh nhã nhận đáp ta vào nam ra bắc không kén ăn khách tùy chủ tiện quý thị liền phân phó quý anh anh đi phòng bếp xem bàn tiệc chuẩn bị thế nào quý anh anh đáp đứng dậy hành lễ dẫn lăng nhi ra khỏi phòng sau khi con gái đi, Quý thị nói thẳng với Nhi tử. "Đại lang, ta có chuyện muốn nói với Thịnh lang quân." Chương 98. Quý Diệu Đình ngẩn người, hiểu rằng mẫu thân cố ý bảo muội muội rời đi để bà có thể lén lút hỏi thăm Thịnh lang quân về tình hình đêm đó ở Triệu gia. Hắn đứng dậy chắp tay chào A Thịnh và nói, "Thịnh lang quân ngồi tạm." Hắn rời khỏi chính phòng, nghĩ đến ý đồ của mẫu thân, liền đi thẳng đến phòng bếp để giữ muội muội không để nàng nghe được. Quý thị nhìn thoáng qua, Lý Ngô hai vị mama liền dẫn theo thị tỷ lui ra ngoài và cẩn thận canh giữ ở cửa. Hôm nay trời không mưa, bầu trời đầy mây che khuất mặt trời. Buổi sáng ánh mặt trời sáng ngời, làm cho trong sảnh không hề âm u. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt của quý thị, nhưng không làm tan biến thần sắc bệnh tật, khiến nàng trông thêm phần suy nhược. A à, thịnh ngồi tự nhiên bình tĩnh nhìn quý thị quý phu nhân muốn hỏi điều gì quý thị bình tĩnh nhìn hắn và nói người tính kế quý gia là muốn bí truyền sao a à thịnh không tỏ ra sợ hãi môi vẫn nở nụ cười nhẹ quý phu nhân cớ gì lại nói vậy quý thị cảm nhận được một cảm giác quen thuộc trong mắt nàng hiện lên một tầng lệ dù là con nhà quan lại như tang thập tứ lang cũng không thể nuôi dưỡng được sự yêu nhã và kiêu ngạo thấm vào xương tùy từ nhỏ như thế này cứ tưởng rằng chỉ có triệu thị tính kế quý gia. Giờ đây, nhìn thấy thịnh lang quân xuất thân từ triệu gia thương nhân, hoàn toàn không bị động lòng. Quý thị thở dài nói. Phường nhuộm cháy, triệu gia ép trả nợ. Ta vì tức giận mà phát bệnh, lang trung phải dùng thuốc quý. Người làm đi tìm ở ích châu thành, nhưng không mua được nhân sâm 20 năm tuổi. Trong tay ngài lại có một củ và tặng cho người làm thấy. Thịnh lang quân, người cứu tiểu nữ của ta từ triệu gia rồi lại bán nhân sâm trăm năm cho tiểu nữ, không ngừng bày tỏ ân huệ với quý gia, thiếp không tin đó là trùng hợp. A à, Thịnh hơi giật mình trước sự nhạy cảm của quý thị. Nghĩ đến xuất thân của nàng, hắn lại bình tĩnh trở lại. Nếu đã bị quý thị nhìn thấu và trực tiếp nhắc tới bí truyền, hắn có nên tiếp tục giữ lời hứa với quý anh anh không? Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười hoạt bát của quý anh anh, hắn có chút không nỡ. Nhưng chỉ do dự trong nháy mắt, hắn liền quyết định quý gia bí truyền chỉ truyền cho con trai không truyền cho con gái quý phu nhân ở quá nhiều năm nuôi dưỡng hai con trai và gái chắc bà thà chết cũng không chịu giao ra bí truyền quý thị lập tức hiểu ra ngươi chắc chắn không bán nhân sâm với giá thấp mà không có lý do nàng đã hứa với ngươi điều gì a à thịnh lấy ra văn khế từ trong ngực và đặt lên bàn trong một năm quý nhị nương lấy thân bảo đảm vay một ngàn quán quý phu nhân Điều kiện này rất rộng rãi. Quý thị nắm chặt tay vịn ghế bành, cố gắng chân tĩnh. Ngươi không cần bí truyền, mà muốn con gái của ta. A à thịnh gấp lại văn khế, cẩn thận cất vào ngực. Phải xem một năm sau quý gia có thể trả hết nợ hay không. Ta sẽ không như triệu gia, đòi nợ trước hạn một cách khó coi. Chỉ có khi quý nhị nương cam tâm tình nguyện, nàng mới có thể giúp ta. Không đúng. Quý thị lầm bẩm, trong mắt lóe lên ánh sắc bén, nhìn chằm chằm hắn. Ngươi sẽ không cho quý gia một năm. Ngươi đã làm gì, ngươi còn làm gì với quý gia nữa? A à Thịnh mỉm cười nhìn ra ngoài trời, nhẹ nhàng nói. Ngươi sẽ biết ngay thôi. Tim quý thị đập thùng thùng như trống, trước mắt mờ ảo như có màn che, khiến nàng mơ hồ thấy được chân tướng nhưng không chắc chắn. Nữ nhi tài nghệ đã không thể che giấu, chỉ để người đàn ông cao quý, yêu nhã và thần bí này thà bỏ bí truyền mà chọn nàng không hắn chắc chắn không đơn giản buông tha quý gia quý thị thốt lên người muốn cả bí truyền và con gái của ta đó là đương nhiên a à người ha ha răng trắng như tuyết tương phản với làn da nụ cười của hắn như bầu trời xanh sau cơn mưa sạch sẽ và cười mờ lại khiến quý thị nổi da gà ta có bán phường nhuộm bán nhà cũng không để ngươi như ý quý thị cố nén cảm giác choáng vắng nói từng chữ từng câu A à Thịnh quay đầu nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ thương hại. Tiếng động lớn và ồn ào từ bên ngoài truyền vào, Ngô Ma Ma nghe thị tỷ bẩm báo, sắc mặt tái mét, xoay người bước vào ngưỡng cửa. Phu nhân, có một đám nha dịch hung thần ác sát đang đập cửa quý phủ, trực tiếp xông vào. Quý thị bỗng nhiên đứng dậy, không để ý đến Thịnh Lang quân, chống thân thể lung lay chạy ra ngoài. Ngô Ma Ma nhanh tay đỡ lấy nàng bước ra ngưỡng cửa từ cửa tròn dẫn ra tiền viện, một đội nha dịch đột nhiên tuôn vào. Cửa hàng quý quý chạy theo và hô. Đây là hậu viện, quan gia chớ sông loạn. Một nhà dịch bên cạnh đưa tay đẩy ngã hắn xuống đất, rồi vây quanh thiên sáng tiến về phía quý thị. Thiên sáng nhìn thấy quý thị đứng ở cửa liền hỏi. Người chính là chủ phường nhuộm hoán hoa, quý tử thị. Có người cáo buộc người mưu tài sát nhân. Hải bộ đã gửi văn thư đến Ích Châu Phủ Nha. Ngươi là chủ phường, Hãy đi cùng chúng ta. Mưu tài sát nhân, mưu ai tài, hại ai mệnh, trong đầu quý thị ù ù như tiếng trống. Hai gã nhà dịch dung dây thường tiến về phía quý thị. Lý Mama bước nhanh xuống bậc thang, bồi khuôn mặt tươi cười ngăn cản họ. Quan gia, phu nhân nhà ta còn bệnh, có người kiện, chúng ta sẽ đến công đường trình bày. Chói phu nhân nhà ta đi trên đường sẽ bất tiện, xin cho phép chúng ta an bài xe kiệu đưa phu nhân đi trước. Nói xong, lý ma ma liền hái hà bao trên người đưa vào tay nha dịch quý quý cơ chí sớm đã dùng hà bao đựng bạc còn lại của cửa hàng kéo tay thiên sáng nhét vào ống tay áo của hắn khẩn cầu quan gia xin mời uống chén trà trước để phu nhân nhà ta thay đổi y phục thiên sáng cảm thấy trong tay áo trầm xuống nét mặt hòa hoãn lại thấy quý thị mặt mày tái nhợt trông như sắp ngã hắn nghĩ mang nàng về ích châu thành có thể giữa đường nàng sẽ ngã xuống, không bằng để nàng ngồi xe đi trước, tất cả đều tiện lợi." Hắn nghiêm mặt nói, "Không thể trì hoãn quá lâu." Quý Quý liền đồng ý, mời một đám nha dịch đi tiền viện uống trà. Lúc này, Quý Diệu Đình và Quý Anh Anh nghe thấy động tĩnh từ phòng bếp liền đi ra. "Chuyện gì xảy ra?" Nhìn thấy cổng trong hỗn loạn, còn có nha dịch, huynh muội, quý thị trố mắt ngạc nhiên quý quý bước lên một bước ngăn cản hai huynh muội nịnh nọt nói với thiên sáng quan gia mời bên này thiên sáng nhìn quý diệu đình mắt híp lại đẩy cánh tay quý quý ra và nói quý đại lang nghe nói ngươi phụ trách quản lý phường nhuộm hoán hoa quan gia thiếp mới là chủ phường nhuộm đương gia của quý gia xin quan gia chờ một lát thiên sáng quay người lại thấy quý thị được người đỡ ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình trên người lộ ra khí độ uy nghi, khiến hắn không kìm lòng nổi phải gật đầu nhẹ. Quý phu nhân có gì muốn nói, hãy nói nhanh. Ngô ma ma hỏi tỷ nữ trong viện, vội vàng đi phòng bếp lấy thức ăn chiêu đãi thịnh lang quân trước, rồi đưa cho đoàn nha dịch. Hậu viện ngay lập tức trở lại yên tĩnh. Anh anh, trở về sân nhỏ của ngươi, không có ta phân phó không được đi ra. Đại lang, ngươi ở ngoài phòng canh giữ, mẫu thân cùng thịnh lang quân nói xong sẽ gọi ngươi. Quý thị lo lắng nhất là nữ nhi thiếu kiên nhẫn nên chặn lời của quý anh anh trước khi nàng kêu lên. Nương, trong nhà xảy ra chuyện gì? Quý anh anh lo lắng vô cùng. Quý Ma ma đưa nương tử trở về. Anh anh đừng làm nương thêm phiền. Quý anh anh còn muốn nói tiếp nhưng thấy mẫu thân sắc mặt tái nhợt, đành nuốt lời vào trong. Quý mama đưa nàng trở về sân nhỏ. Quý anh anh nắm tay nàng và nói. Mama, người vội vàng đi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao quan sai lại đến nhà? Ta ở đây không ra, không để mẫu thân thêm phiền. Quý ma ma cũng lo lắng vô cùng, trao ôi một tiếng, xoay người chạy vội ra ngoài. Quý thị quay lại, thịnh lang quân vẫn yên tĩnh ngồi, như không nghe thấy tiếng huyên náo trong sân. Hắn đã tính trước, dường như hôm nay không phải đến dự tiệc, mà là đến thu lưới. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 99 quý thị đẩy lý ma ma ra, rồi khép cửa phòng lại. Ánh sáng trong sảnh bỗng nhiên tối lại, thịnh lang quân mặc áo bào đen như ẩn hiện trong bóng ma dã thú, đôi mắt sáng ngời lạ thương. Quý thị từ từ tiến đến trước mặt hắn, không hề che giấu sự thù hận. Mưu tài giết người, mưu của ai, giết ai, người thật là ác độc. A thịnh không đứng dậy, vì quý thị tiến quá gần, hắn ngửa người ra sau, đổi sang tư thế thoải mái tựa vào ghế bành hắn ngừng cầm lên. Quý phu nhân bệnh nặng mới khỏi, mời ngồi xuống nói chuyện. Đây là tư thái của một chủ nhân, dù quý thị nhìn xuống từ trên cao cũng không làm hắn cảm thấy thấp kém. Quý thị nhẫn nhịn, chuyển sang ghế thượng tỏa, nàng cảm nhận mãnh liệt rằng thân phận của thịnh lang quân này chắc chắn sẽ khiến nàng kinh sợ. Quý phu nhân còn nhớ rõ thư muội Lý phu nhân không? Nàng không may, gặp nạn trên trường giang, một thuyền người và tơ lụa đều chìm. Thi thể khó tìm. Cái gì? Quý thị kêu lên, trong chốc lát, khuôn mặt của Lý phu nhân hiện lên trước mắt nàng. Bao nhiêu ân oán tình cừu giữa tỉ muội ập tới như cơn lũ, Quý thị hoa mắt, ôm ngực thở dốc. A à, Thịnh không để ý đến sự kích động của Quý thị, chỉ cười nhạt rồi tiếp tục. Bên cạnh Lý phu nhân có thị tỉ biết bơi, trộm vàng rồi nhảy khỏi thuyền trước khi nó chìm để thoát thân. Người của ta tình cờ tìm thấy và đưa nàng về Nam Tước phủ. Đối diện với tai họa, nàng bỏ chủ chạy trốn, mất vàng cũng mất mạng. Không còn cách nào khác, nàng khai rằng ngươi đã mua bọn thổ phỉ để giết lý phu nhân. Nhờ vậy, nàng trở thành người chạy thoát để báo tin. Quý thị chỉ tay vào hắn, nghiến răng nói: "Ngươi đã giết nàng, nàng không thù không oán với ngươi, sao ngươi lại ra tay giết nàng?" Thuyền đã được mò lên, bom thuyền nát bươm không phân biệt được, nói là đụng đá ngầm cũng được, nói là thổ phỉ đánh chìm cũng đúng quý phu nhân tính mạng của nô tỳ kia nằm trong tay ta ngươi theo nha dịch đi đến châu phủ có hai kết quả một là bình an về nhà hai là xét nhà và bị xử trảm lý phu nhân đã chết ngươi không cần nghĩ đến việc báo thù cho nàng nàng đã nhận lễ trọng của ta cố ý đến ích châu phủ để lừa ngươi thiếu nợ lớn tam nương quý thị lẩm bẩm gọi em gái từ kinh hãi chuyển sang giận dữ rồi thương tâm cổ họng nghẹn lại khiến nàng ho nàng giơ tay áo che miệng, máu tươi loang lổ thấm đỏ tay áo. Nàng cười thê lương. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, quý gia đã gặp cảnh cửa nát nhà tan. Người với đôi tay độc ác đã đùa bỡn quý gia trong lòng bàn tay. Thịnh lang quân, quý gia chỉ là tiểu môn tiểu hộ, mở tiệm nhuộm nhỏ để sống qua ngày, có đáng để ngươi tốn công tốn sức vậy sao? Thịnh lang quân lạnh nhạt nói. Dù tốn công tốn sức, cũng không phải bù đắp mạng sống của tướng sĩ, nên tự nhiên đáng giá. Quý thị kinh ngạc, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? A à, Tịnh ngẩng đầu lên, ta là ai không quan trọng, quý phu nhân, ngươi chưa cho ta biết quyết định của ngươi. Nếu muốn bảo toàn quý gia, sống yên bình từ bây giờ, hãy giao bí truyền và con gái của ngươi. Phường nhuộm hoán hoa chỉ là tiệm nhuộm nhỏ, không thể cung cấp toàn bộ thuộc sợi tơ. Thị trường có thêm nhiều sản phẩm như thuộc hồng tơ hoán hoa tơ của quý gia cũng không ảnh hưởng nhiều. Quý nhị nương, ta chỉ cần nàng làm nô tỳ ba năm. Sau ba năm, ta sẽ thả nàng về nhà. Bí truyền ta có thể cho ngươi, nhưng con gái của ta thì không. Quý thị lập tức quyết định, nàng mặt tái nhợt, nhìn hắn chằm chằm nói. Thân thể ta sợ không còn cứu được, liều mạng mất một cái mạng cũng phải bảo vệ một đôi trai gái của ta. Quý đại lang tháng sau muốn cưới vợ, ta đoán trương viên ngoại hơn phân nửa sẽ hủy hôn. Không thể ép con gái mình nhảy vào hố lửa phải không? Quý nhị nương ngây thơ dễ lừa, không cần một năm. Khi ngươi vào tù, chỉ cần dùng vụ án làm mồi, không sợ nàng không tự nguyện bán mình làm nô. Ngươi không sợ chết, nhưng có yên tâm với đôi trai gái của mình. Không sợ xuống suối vàng không mặt mũi gặp quý lao ra. Mỗi câu nói như đâm vào tim quý thì thân thể nàng run rẩy lạnh ngắt. Cuối cùng nàng thỏa hiệp với Thịnh Lang Quân. Ta sẽ giao bí truyền cho ngươi, đừng động đến con gái ta. Trước khi hắn kịp mở miệng nàng nghiêm nghị nói nếu không quý gia ba người chúng ta thả chết cùng nhau đều đi địa phủ đoàn tụ tương lai cuối cùng sẽ có ngày ta được minh oan a à, tịnh lạnh lùng quý phu nhân ta cho ngươi lựa chọn là vì quý trọng tay nghề của quý gia sợi tơ của quý gia tốt hơn nhà khác nhưng không phải thiếu quý gia tơ mà không đan được gấm quý thị cũng có tính cách thả chết chứ không chịu khuất phục nghĩ đến việc giao bí truyền mà đối phương vẫn không dừng tay nàng nói độc ác được, ta xem thử, chỉ dựa vào lời của một tiện tỳ, liệu có thể định tội ta không? Thịnh lang quân, ngươi cứ việc, quý gia không hoan nghênh ngươi. A à, thịnh không tức giận, chỉ cười. Quý phu nhân, đừng quên rằng quý nhị nương còn một năm để trả nợ. Nếu ta không nhầm, ngày mai tụ thái các sẽ đến quý gia thu sổ sách. Quý phu nhân vào nha môn, khoản nợ này là dùng tòa nhà hay phường nhuộm để trả. Muốn toàn thân thoát nạn mà không chuẩn bị tiền bạc thì khó lắm quý gia còn tiền không? Một mồi lửa thiêu rụi kho hàng, phá hủy thuốc nhuộm, để quý gia gặp tai họa chồng chất. Ngọn lửa này do hắn đốt, phóng hỏa giết người, còn gì mà hắn không dám làm. Quý thị toàn thân lạnh như băng, trước mắt cảnh vật xoay truyền. Mất phường nhuộm, làm sao có thể kiếm đủ hai ngàn quán trong vòng một năm để chuộc lại khế ước. Nàng nhắm mắt lại, giọng nói của A Thịnh vang lên bên tai. Hai màu sợi tơ bí chuyển đổi lấy nợ của Tụ Thái Các và Triệu gia. Ta có thể giúp ngài mời thầy kiện, dễ dàng thắng kiện. Không nói một lời về nợ nần kia cây nhân sâm, quý thị hiểu, gặp phải thái độ cứng rắn của mình, Thịnh Lang Quân phải lùi bước và cầu xin tiếp theo, nghĩ trước lấy được bí truyền. Kế sách hiện giờ chỉ có kéo dài, kéo qua cửa khẩu này rồi nghĩ cách sau. Nàng trấn tĩnh nói, "Quan tòa, nợ của hai nhà, ta dùng bí truyền để đổi." thịnh lang quân đã nói sẽ không giống triệu gia cư xử khó coi như vậy về phần con gái ta và ngươi ký nợ sợi một năm sau ta sẽ chuẩn bị tiền chờ ngươi cầm phiếu nợ đến vậy thì một lời đã định ta sẽ sai người đến học bí truyền quý phu nhân bệnh hãy nghỉ ngơi a à thịnh khẽ gật đầu đứng dậy đẩy cửa ra đi quý thị mồ hôi ướt áo kiệt sức tựa vào ghế ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào Quý Diệu Đình cùng hai ma ma chạy vội vào. Đại Lang, mẹ mệt rồi, đỡ mẹ vào nghỉ ngơi. Quý Thị nắm tay con trai, nhớ hắn tháng sau còn phải cưới vợ, một hơi gắng gượng đứng dậy. Không lâu sau, Ngô ma ma từ tiền viện trở lại, mặt mũi vui mừng không che giấu được. Phu nhân, vị thỉnh lang quân đó rốt cuộc có lai lịch ra sao? Không biết hắn nói gì với thiên sáng, mà bọn nha dịch đều rút lui họ chỉ nói khi thái thú lên đường, chúng ta sẽ được mời đến ứng tụng. Nhớ đến muội muội vì số tiền lớn mà bị tính kế, mất cả mạng. Quý thị giận dữ, kêu lớn. Cầu nhân, hắn là kẻ thù của nhà chúng ta. Đại lang, ngươi phải nhận rõ. Nói xong, nàng liền ngất đi. Chương 100. Quý thị cùng Thịnh Lang quân nói chuyện trong sảnh, Quý anh anh liền ngồi xổm phía dưới cửa. Nhà dịch đột nhiên xuất hiện trong nhà khiến nàng sợ hãi nàng không muốn gây thêm rắc rối nhưng không thể cưỡng lại việc nghe lén sau khi quý ma ma rời đi nàng lặng lẽ dọc theo chân tường và ngồi xổm dưới cửa sổ cuộc đối thoại giữa mẹ và thịnh lang quân khiến nàng cảm thấy tim như bị đau cắt nàng che miệng nước mắt tuôn rơi trên gương mặt đó là lỗi của nàng nàng đã quá khinh địch và coi thịnh lang quân là ân nhân nàng ngây thơ nghĩ rằng dựa vào tay nghề của mình và sự cần mẫn của đại ca có thể trả hết nợ nàng thật ngu ngốc mẹ đã nhìn thấu sự việc tại sao nàng không nhận ra điều đó đúng vậy thật sự là trùng hợp nhà đang cần gấp thịnh lang quân liền có một khoản còn để quý quý thúc nhìn thấy nàng nhớ lại đêm đó thịnh lang quân đã nói gì hắn núp bên ngoài cửa sổ và nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa nàng và triệu tu duyên hắn không hài lòng với trang sức vàng bạc của nàng hắn muốn thủ lao là nàng hắn đặt bẫy chỉ để nàng tự nguyện phục vụ hắn nghe tiếng thịnh lang quân đẩy cửa ra ngoài quý anh anh cuối cùng không kìm nén được cơn giận nàng sợ mẹ biết mình nghe lén liền chạy ra ngoài từ cửa sau khi nàng vòng qua ngõ hẻm và chạy đến phía trước thịnh lang quân đã từ cửa chính đi ra quay lưng về phía nàng đang tháo dây cột ngựa trên cột đá quý anh anh nhặt một viên đá cuội ven đường nhanh như mèo tiến tới phía sau hắn giơ viên đá lên và đập mạnh a à, thịnh như có mắt sau ót dễ dàng xoay người, một tay tóm lấy cổ tay nàng, một tay kẹt cổ nàng và ép quý anh anh vào tường. Cổ tay nàng không chịu nổi sức mạnh của hắn, nàng không thể kìm lòng mà buông lòng tay. Viên đá cuội rơi xuống, trùng hợp đập vào chân nàng. Quý anh anh đau đến nước mắt rơi lã chã. Thấy là nàng, A Thịnh liền thả lỏng tay, thấy tình cảnh này buồn cười, hắn cúi đầu bên tai nàng nói. Gậy ông đập lưng ông, hả? Quý anh anh tức giận há miệng muốn chửi, nhưng cổ họng căng thẳng, lập tức nghẹn đỏ mặt. Hắn tiến gần nàng, dựa vào thất ngựa và ống tay áo rộng thùng thình để giấu nàng trong bóng tối. Tay hắn nắm chặt cổ họng nàng, nhìn nàng dẫy ruộng vô vọng. Đập vỡ đầu ta, quý gia còn cần tụ thái các và tiền của triệu gia không? Hay ngươi nghĩ dựa ngươi sẽ rút đơn kiện và bỏ qua cho mẫu thân ngươi? Nhìn thông minh, sao lại ngu ngốc thế? Chọc giận ta, ngươi không sợ cửa nát nhà tan sao? gương mặt anh Tuấn của hắn tràn đầy vẻ lạnh lùng, hắn không bóp mạnh đến gãy cổ nàng, cũng không để nàng dễ dàng thở. hắn nhìn nàng như một con cá bị bắt lên bờ, khó thở. quý anh anh dù khó chịu vẫn gắt gao chừng mắt hắn, một vẻ mặt như muốn nói người bóp chết ta, ta cũng muốn đánh ngươi. cảm thấy cảnh cáo nàng đủ rồi, a thịnh từ từ buông tay ra. ngươi còn hiếu dụng, ta không muốn đối xử với ngươi như vậy nhớ ký đừng tái phạm ta nữa không khí mới mẻ tràn vào quý anh anh trong nháy mắt như sống lại nàng hận hắn quá liền dùng chân đạp mạnh lên a à. a à thịnh đau đến sắc mặt biến đổi buông tay ra khom người như một con tôm bị luộc chín quý anh anh vọt qua hắn chạy ra một khoảng rồi hung hăng phun nhổ nước miếng vào hắn nếu không sợ người trong trạch viện nghe thấy nàng đã sớm chửi ầm lên. A à, thịnh thật không ngờ nàng đanh đá như vậy, đau đến mức muốn bóp chết nàng. Đầu hẻm không xa là phố lớn, người qua lại tấp nập. Quý anh anh cơ chí đứng ở cửa đại môn quý gia, thở ra nhẹ nhõm cuối cùng. Nhưng nàng vẫn không thể bỏ qua việc nhìn hắn chật vật chạy vào nhà, nghĩ nếu hắn dám chạy đến bắt nàng nữa, nàng sẽ la lớn cầu cứu. Nhà đầu chết tiệt kia, hắn muốn giết cả nhà nàng cuối cùng vượt qua cơn đau nhìn thấy quý anh anh còn đứng dưới bậc thang xem náo nhiệt lửa giận dâng lên hắn bước đến chỗ nàng quý anh anh hét lên xoay người và nhảy vào nhà không ngờ lúc vào cửa bị vướng chân ngã sấp mặt như một con chó a à, thịnh trợn mắt há hốc mồm rồi cơn giận biến mất cười ha ha hắn dắt ngựa nhảy lên ngồi trên lưng ngựa nhìn quý anh anh nhe răng trợn mắt đứng dậy nhấc roi ngựa chỉ vào nàng nói Nhớ kỹ, lần sau gặp lại, ngươi nhất định sẽ quỳ dạp trên đất cầu xin tha thứ. A à, hử, không phải thiếu ngươi một con ngựa sao? Cô nái nái không có tiền sáng mai sẽ lên núi Nga Mi Đào một cái sọt đền ngươi. Ngươi lớn lên như một nô lệ côn luân đen thui, ai cần tạm biệt ngươi? Không có suối quẩy, ngươi âm hiểm như vậy mà còn tính kế nhà ta, ta rủa ngươi chết không tử tế. Cút! Quý anh anh không nhịn được nữa, đóng cửa chính loàng xoàng đóng cửa xong, nàng lại ngạc nhiên. Điền thuốc đâu, ta làm ồn như vậy ở cửa, sao không thấy hắn? Đang buồn bực, Điền Ngọc từ cổng trong đi ra, thấy Quý Anh Anh đứng ở cửa lớn liền sợ hãi. Tiểu nương tử sao lại ở đây? Quý Phúc đại ca bị quan sai đẩy ngã chật khớp eo, tiểu nhân mới thỉnh lang trung xem hắn, nghe nói phu nhân té xỉu, vừa đưa lang trung qua. Mẫu thân nhất định bị thịnh lang quân làm tức giận, Quý Anh Anh nhanh chóng chạy về hậu viện quan sai đến quý gia, lôi vào vụ án giết người đắm thuyền, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Tam Đạo Yền. Hôm đó đúng là ngày thứ ba Nghiêu Ngũ Nương lại mặt. Trên đường trở về Ích Châu Thành cùng Triệu Tu Duyên, nàng gặp phải quan sai đến bắt người ở quý gia. Sắc mặt hắn trầm tĩnh, đi cùng Nghiêu Ngũ Nương tiếp tục tiến về phía trước, nhưng trong lòng hận không thể quay ngựa trở lại Tam Đạo Yên. Lời của tổ phụ lại vang lên bên tai hắn. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sâu. Triệu gia phải trở thành con chim sẻ cuối cùng. Người bí ẩn đó lại có năng lực đến vậy, sẽ cùng nhau gây ra vụ án giết người và dính líu đến quý thị. Nếu hắn muốn đối phó với triệu gia thì sao? Triệu tu duyên nổi ra gà. Hắn lặng lẽ dặn triệu an trở về điều tra, còn đối với nhiều ngũ nương lại càng khách khí. Người biết sớm nhất về vụ án của quý gia là tang thập tứ lang. Nghĩa xuyên nam khiến người quản sự cầm thư tín trực tiếp vào phủ thái thú. Trong kinh có người dễ làm việc, hơn nữa dâng lên lễ trọng. Cùng ngày, thái thú đã phát lệnh truy bắt, muốn bắt quý thị hạ mục. Sự việc liên quan đến bá tước phủ trường an và tôn thất lại là ân oán tỉ muội Mọi người càng chú ý đến vụ việc của quý gia, tang trường sử về nhà liền kể cho phu nhân nghe. tang thập tứ nhớ lại ngày nhìn thấy quý thị, cảm giác như khi nghe tuyết thư tiên sinh vạch trần đáp án mặt lộ về. Thì ra là vậy. Nói về động cơ, 20 năm trước tỷ muội dễ dàng gả là động cơ lớn nhất. Quý thị có thể không hận muội muội đã cướp mất nhân duyên của mình sao? Dù vậy, Tang thập tứ cũng không tin rằng quý thị, với khí độ cao và lộng lẫy, có thể làm chuyện ác mua giết người. Hắn nhạy cảm nhận ra câu cảm thán của phụ thân. Nam tước phủ quản sự vừa rời phủ nha, thì một vị sư gia mặc trang phục đến cầu kiến thai thú không biết lai lịch của vị sư gia này ra sao, thái thú lại khẩn cấp phát lệnh bắt người tại Tam Đạo Yền. Ngày mai sau khi lên đường, lại triệu tập quý thị ra công đường ứng xử. Kỳ lạ là, vị sư gia này không hề nói tốt cho quý thị. Thái thú đại nhân khẳng định giúp đỡ Nam Tước Phủ. Dù có luật đại đường, vụ án sẽ được thái thú định đoạt. Quý gia muốn gặp nạn, tang thập tứ lang đưa ra kết luận này. Tam lang, chỉ sợ ngươi trở lại sẽ thấy mọi thứ đã không còn tang thập tứ cảm khái không thể khoanh tay đứng nhìn vụ việc của quý gia ngày mai sẽ mở công đường làm thế nào để giúp quý thị hắn bực bội đi quanh sân vỗ đầu một cái có cách rồi phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn